H81 này anh em Low Nhưng thực chất đây là main Intel nhé Khi các bạn truy cập BIOS thì nó hiện cho các bạn là Intel Đây các bạn nhìn này Đẹp không Như là mới đúng không ạ USB 3.0 Vega và DVI LAN audio đầy đủ Có cả khe PCI to Giúp các bạn kết nối với các test main nhé Santa ba này các bạn Tất cả mọi chức năng của một cái men 3 năm 1150 ở dòng men hát đều có ở trên cái men này Không kén sebu không kén giam Men đẹp như mới và xuất xứ từ Hàn Sẻng này các bạn, Hàn Quốc đấy Vì vậy là rất bền các bạn nhé Những cái men này được bảo hành ở No.2 một tháng Và No.2 không bảo hành cháy, nổ, cong, vênh, chân, socket Và bảo hành tại No.2 tính theo cái thời điểm trên tem các bạn nhé chứ không bảo hành mồm bảo hành miệng các bạn nhé đây đẹp không cần mua hàng các bạn có thể truy cập no 2 vn hoặc côn cho mình theo số điện thoại là 0906 010103 phù hợp cho các bạn ghép các dòng chip G đầu 3 và dòng i3 đầu 4 cũng như i5 đầu 4 các dòng Xeon để học tập và chơi game giải trí với những cái bên mà chúng ta có cảm giác mua cũ được mới này thì chúng ta yên tâm hơn cho cái vấn đề sử dụng đầu tiên là mẫu mã đúng không ạ cứ mẫu mã đẹp mà chúng ta yên tâm đã sau đó chúng ta tính tiếp và những cái dòng này thì mình cũng đã test khá nhiều gần như ít cái lỗi vặt và cũng không kén xe bu cũng không kén giam